Phận chúng sanh tấn thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa thân tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo hồn. Chí tăng đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thâm Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Nam mô Hương Quang
Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp có tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to, cấm cô độc nữa xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bừng Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Y La Ni Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Nhà Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Phát Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ. Đức Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xả Lời Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức.
đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng. Vàng vàng lưu ly ba lê thành những thềm đường, ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng. Bạc lưu ly ba lê xa từ Thích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phong coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói nhang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời đưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đáy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng vân ở phương khác đến giờ thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng. Khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Khi như năm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì
phần đó thành đều không đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời vẫn lại trong coi cần là những chúng sanh bản sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết đưa chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng các bậc thường thiền nhân như thế câu hỏi mồm chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời phân nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói đức Phật rồi chấm trì danh hiệu của đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lãng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diệm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng
Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số, nhưng đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh thân tan bất cả tư nghị công đức, nhưng thiết chư Phật xá hộ niệm này. Ca lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số, những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tan bất khả tư nghị công đức, nhưng thiết chư Phật tha hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh chân tan bất cả tư nghị công đức, nhưng thiết chư Phật xá hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đấng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di chân Phật hằng hà xa cho những đấng Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức, những thiên chư Phật xá hộ niệm này. Xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xá hộ niệm? Xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều rằng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về,
xá lời Phật, cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xá lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trước màn trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xá lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phí Tăng Kinh Tăng Trí Huệ Thinh Thinh rộng lớn sáng trong ngần chánh bận mấy trần, lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang, hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mơ thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sẵn không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không sắc tướng cùng đồng, không tướng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không, mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng.
Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tứ đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho ai bán nhà là hơn pháp môn, tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì cần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng, Bà đê cầu a cầu a đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni bà ni bà đê cầu a cầu a đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ từ chi tâm quy mang lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nam mô Đa Báo Như Lai, nam mô Bảo Thắng Như Lai, nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, nam mô Quảng Bá Thắng Như Lai, nam mô Ly Bố Quý Như Lai, nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, nam mô A Di Đà Như Lai, nam mô Thầm Vương Thường Trú Tam Bảo, nam mô Thầm Vương Thường Trú Tam Bảo, nam mô Thầm Vương Thường Trú Tam Bảo.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kim Cang Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật.
Trí huệ chân minh liễu
trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh. Phân thôi Bồ Tát vi bàn lớn nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời trương bao tòa thân con anh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy chí tâm đảnh lễ nam mô tần không biên phạm giới quá hiện vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo chí tăng đảnh lễ tương lai hạ sanh di lặng tôn phận đại trí văn thù sư lời Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát
chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát
Minh Tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ Đức Phật báo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần. Có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa từ Thích Châu mà não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phất cõi nước Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phất lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng Phật ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phất cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Lại nữa Xá Lợi Phất cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bằng hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng và công màng những giống chim đó. Ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá Lợi Phất ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là
tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời vẫn trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xa lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà. Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt tan còi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên à tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bậc những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiền căn hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiền thân ở
trước người đó, người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà Phương Đông. Cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng xa số những đức phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Xa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xin tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xá hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đảng Ma Phật Phạm Trang Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Xa Số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng
tan bất cả cơ nghề công đức. Nhưng khi chưa phần xa hồ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tàn sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu gì chân phần thằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưới rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bân khả thư nghị công đức những thiên chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư phật sở hộ niệm xa lời phân về nếu có thiện nam tử của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của lời phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều rằng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng lời khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là rất có đức phần nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy
đều vui mừng tin nhận thánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phí Tăng Kinh Tâm Trí Huệ Kinh Kinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chánh Bận Mây Trần Lào Lào Một Thánh Thiên Chân Bao Trầm Muôn Loại Chánh Phân Thánh Phàm Mà Vẫn Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi An Trải Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công Thành Qua Chứng Có Bài Đích Đăng Hàng Bồ Tát Chánh Quang Tự Tại Khi Tham Thiền Vô Ngại Đến Trong Thầm Vào Trí Huệ Mơ Thông Mà Soi Thấy Năm Uẩn Đều Không Có Gì Độ Tất Cả Không Chi Khổ Ách Trong Thức Tâm Hiện Cảnh Sắc Ra Sân Không Chung Ở Một Nhà Không Chẳng Khác Sắc Sắc Nào Khác Không Sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết ta huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho ai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng kinh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.
dạy
bão mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh mùi quen người mùi thơm bất tận lời dần theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu bài có rõ em nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căng ra thôi làm mê trước đài sen thành kính hướng về tình tam độc quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo nhưng tận cùng công lễ vô minh chỉ phàm phu tự lực thoát thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tông văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trở phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu tội chướng tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh vâng thôi bồ tát vi bàn lỡ giới công thành Phật đạo tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy pháp ma xin quyền chúng sinh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển tự quy